hồng. Không có đắng cây nào bằng nghẹn vội vàng quá hồng. Anh đang học đang đi bên em là người như thế nào. Sợ người ta không yêu thương tây như biết phải làm sao. Nếu muốn ngày người em yêu vội vàng, em đừng nhận những thứ cao xa. Nếu sau này có ra đi vội vàng, anh mời cho em giấu một mà. Tin em thương người anh đã rất nhiều, anh ngồi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên luôn chiều. Xin đừng để ta đã từng yêu. Em sợ để trên khơi nghĩ rằng ai đâu về nhà ai cho cậu nhà rồi. Người ta cánh xa từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê em. Hốt nhiên cài hoa mai đâu giống người vội vàng ép hóa thân đời bèn vàng. Hốt nhiên bà phân sóng gió. Ôi phút giây từng phòng em nhớ và mong dòng nước mắt năm xưa in dấu. Trong nỗi đau em bên nhau anh, trong phút giây em tìm hoài muốn giữ anh ở lại một lần này. Vì em mãi thường xa cách nhau thật rồi sướng trái chiều thu. Ngày anh bước ra đi nước mắt hay biệt ly, hoa vẫn rơi bên thềm nhà là sắp xưa đi nhiều bao. Em chúc anh yên bình môi tình mây, hẹn anh kiếp sau. Hân 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 mang đời có hân lương xảy thề thiên thần. Không chân mà không thương thì thương không em đơn thương. Bao nhiêu niềm đau trôi dâu, mong ngày sẽ trôi mau. Đời vòng ba, đọc thân bước chân sơn hà. Giọng hô anh thì còn chậm sương bay. Bao nhiêu làn gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ. Chẳng có gió đâu, sau mi mất khi còn lâu. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.